Tình yêu thật sự nó không phân biệt giới tính, và đó là niềm hạnh phúc thật sự thì cũng không tính chuyện là ngắn dài. Ngày 10 tháng 8, chiến dịch ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam, Tôi Đồng Ý đã trở lại sau 10 năm, tiếp tục sứ mệnh của mình là kêu gọi sự ủng hộ của xã hội với hôn nhân cùng giới tại Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ khác cũng trở thành đại sứ của chiến dịch này, như nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Hoa hậu Khánh Vân, vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, ca sĩ Phương Vi, MC Diệp Chi. Họ đã ký tên vào cờ Tôi Đồng Ý 2022 thay cho lời xác nhận ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Và ở sân khấu của tôi cũng có một cặp, không phải là ở sân khấu tôi mà một sân, bên sân khấu Hoàng Mãnh là một và bên sân khấu tôi là một. Họ yêu nhau trên 20 năm. Họ là một cặp tuyệt vời. Họ cống hiến rất tốt cho xã hội và họ là những người thật giỏi. Thành ra tôi nói là xin đừng đề cập về chuyện giới tính trong cái chuyện mà hôn nhân là yêu ngắn yêu dài, mà là chúng ta đến bằng cái tình yêu thật sự. Thế thì cả nam lẫn nữ, hay nữ nữ nam nữ, nam nam gì, chúng ta yêu nhau thật thì cái tình yêu nó dài lâu, rồi do chúng ta quyết định. Như chị Bạch Tuyết nói là để chúng ta có được cái hạnh phúc ngồi ở đây và chúng ta yêu cầu được bình đẳng đã rất nhiều người phải hy sinh. Cho nên tôi mong là bạn ơi, cái chuyện hôn nhân của người đồng giới là chuyện cần phải có nếu mà ta yêu nhau thật sự. Và pháp luật phải công nhận đó là chuyện cũng cần phải có. Hà nhận thấy là mình được là chính mình và mình dũng cảm để tự tin với những gì mình có, thì lúc đó cuộc sống của mình nó sẽ có nhiều những cái điều thuận lợi hơn, không còn một cái rào cản nhất định nào nữa trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm ha. Mình sẽ không còn lo sợ hay là không còn một cái cảm giác là tội lỗi, mặc dù mình không làm gì có tội hết, nhưng mà mình sẽ có những cái rào cản nhất định như vậy. Và Hà thấy là khi mà mình tự tin là chính mình chấp nhận những gì con người mình có, tức là tất cả chúng ta khi đến với cuộc sống thì chúng ta sẽ có cho mình một cái sứ mệnh, và sứ mệnh của Hà đó chính là tự hào, kiêu hãnh và thay đổi. Và Hà nghĩ là những cái điều mình làm, tất cả những gì mình cố gắng, và khi mình thấy những cái khó khăn mình đã trải qua, những cái khó khăn không chỉ của riêng mình mà những người trong cộng đồng của mình, và đặc biệt là những người chuyển giới, thì Hà nghĩ đã tới lúc mình phải có những cái bước đầu tiên, đặt những cái viên gạch, những cái nền móng đầu tiên để giúp họ có thể thay đổi từ tư duy của họ, thay đổi từ cách nhận định và cái hành vi của họ. Tôi Đồng Ý là chiến dịch truyền thông xã hội thúc đẩy sự ủng hộ với hôn nhân cùng giới, hướng đến việc các cặp đôi cùng giới ở Việt Nam được bình đẳng với các cặp đôi khác giới trong luật hôn nhân và gia đình. Sau khi luật hôn nhân và gia đình được thông qua vào năm 2014, chiến dịch Tôi Đồng Ý 2013 tạm khép lại với kết quả vượt mong đợi khi có 80.000 người theo dõi fanpage Tôi Đồng Ý, 12.000 chữ ký gửi tới Quốc hội, 5.000 ảnh và 200 video đăng tải ủng hộ chiến dịch và hơn 2.000 người tham gia ngày hội Tôi Đồng Ý. Như vậy, sau gần một thập kỷ, Tôi Đồng Ý 2022 trở lại và tiếp tục sứ mệnh của mình. Năm nay, chiến dịch có chủ đề Hôn nhân không khuôn mẫu với thông điệp Hôn nhân, tình yêu và hạnh phúc không có khuôn mẫu. Cốt lõi của hôn nhân là tình yêu và sự cam kết. Mỗi người chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.